kính chào quý vị đang theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, trong bối cảnh các kênh bán hàng truyền thống, nhiều ngành hàng Việt Nam xuất khẩu đang gặp khó khăn do chi phí đầu vào tăng, giá cả khó cạnh tranh, thì xuất khẩu trực tuyến được đánh giá là phương thức đem đến nhiều cơ hội do không có giới hạn về địa lý, tiếp cận lượng khách hàng khổng lồ, mức chi phí thấp. Tuy nhiên thì đó là những góc sáng mà các doanh nghiệp có thể nhận thấy. Còn đâu là những góc khuất khiến tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng phương thức này chưa cao? Đây chính là vấn đề mà chúng tôi muốn đề cập trong chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần ngày hôm nay. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Chuyên sản xuất các loại túi sách thân thiện với môi trường, chủ yếu dựa trên chất liệu cốt tông, vải polyester. Doanh nghiệp này hiện đã có rất nhiều đối tác xuất khẩu chính ở thị trường EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Canada và Mexico. Theo chia sẻ của đại diện doanh nghiệp, hoạt động xuất khẩu trực tuyến cũng đã được duy trì trong 6 năm qua và đến nay thu về hiệu quả khá tích cực. Riêng trong năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017, doanh số của kênh xuất khẩu trực tuyến đã đóng góp tới 50% doanh số của công ty. Khi mà kinh doanh quốc tế thì cái chi phí mà quảng bá theo hình thức báo chí truyền hình thì sẽ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ là không khả thi. Thế thì xuất khẩu trực tuyến lại giúp cho doanh nghiệp có thể quảng bá thương hiệu của mình. Hiện nay mạng xã hội rất là phát triển, Facebook rất phát triển và mọi người sẽ dành nhiều thời gian trên Internet hơn. Các cái nguồn khách hàng trên mạng quốc tế hiện nay là sẽ nhiều hơn, đa dạng hơn. Nghĩa là bạn có nhiều cơ hội hơn. Sàn thương mại điện tử B2B trên thế giới thì hiện tại là Alibaba là chúng tôi tập trung mạnh nhất. Trên này thì chúng tôi có hai gian hàng phát triển, một gian hàng 6 năm và một gian hàng đến nay là năm thứ 2. Thế còn các cái trang thương mại điện tử trực tuyến khác thì cũng tùy theo ngành hàng. Ví dụ như ngành hàng của công ty chúng tôi thì chúng tôi tham gia vào cả Global Shop. Global Shop cũng là một cái gian hàng rất là, một cái trang thương mại điện tử rất là nổi tiếng. Chúng tôi cũng không tập trung theo chiều rộng mà chúng tôi tập trung chiều sâu, chỉ đầu tư một số trang chính. Còn tại doanh nghiệp này, mặc dù mới tham gia thị trường xuất khẩu trực tuyến được hơn một năm nay, nhưng thông qua việc giao dịch thương mại điện tử, các mặt hàng như thanh long, gừng, gấc đã tăng đơn hàng mỗi tháng. Như với truyền thống thì mình phải là tham gia rất là nhiều, mình phải đi rất là nhiều để kết nối mối quan hệ, để tìm được khách hàng, hoặc là phải bay sang nước bạn để tham gia các cái hội chợ. Đấy, đối với Alibaba thì chỉ việc ngồi ở trong văn phòng và tôi có thể trực tiếp giao dịch với khách hàng. Thì trước đây thì có thể từ 1 đến 2 khách hàng một tháng, nhưng hiện nay cũng đã tăng lên 3 đến 4. Trong khi hoạt động thương mại truyền thống, hình thức tiến hành chủ yếu là qua các bên gặp gỡ trực tiếp, đàm phán, giao dịch và đi đến ký kết hợp đồng thông qua văn bản, giấy tờ, thì các giao dịch thương mại điện tử chỉ cần các bên tham gia sử dụng phương tiện điện tử kết nối mạng viễn thông, chuyển các thông điệp của cá nhân, tổ chức dưới dạng dữ liệu điện tử, tiết kiệm thời gian trao đổi, giảm bớt chi phí đi lại từ 15 đến 30%, thậm chí lên tới 90% đối với những khách hàng truyền thống. Khi mà tham gia thì chúng tôi, thứ nhất là chúng tôi tìm được cái thông tin về các cái nhà nhập khẩu, vì chúng tôi là nhà xuất khẩu mà. Và các thông tin về ví dụ giá cả và các mặt hàng tương tự của các nhà xuất khẩu tương tự ở Việt Nam hoặc là các cái quốc gia gần mình. Ví dụ cùng một cái mặt hàng như vậy thì chúng ta phải xem là Trung Quốc giá bao nhiêu, Thái Lan giá bao nhiêu. Bởi vì mình sẽ phải là nếu như giá của mình ở cái mức cao thì mình sẽ phải có cái biện pháp là giảm chi phí xuống, giảm giá thành xuống. Và ngược lại, nếu như mà mình đang chào cái mức giá thấp quá thì mình cũng phải xem xét để mình đưa lại về cái mức giá tương đối. Và khi mà chúng tôi tham gia thì chúng tôi đã có những đơn hàng và có những khách mới. Và tôi nghĩ là nếu mà tham gia sâu hơn nữa, ví dụ chúng tôi đăng ký về trở thành thành viên vàng á, thì cái lượng tương tác của nó sẽ lớn hơn. Bản thân ngay cả doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam thì bên cạnh cái việc mà xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài thì cái nhu cầu người ta nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là ví dụ nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc, trang thiết bị về để sản xuất kinh doanh rất là lớn. Đấy, thì cái nhu cầu mà tìm các cái bạn hàng, các người bán hàng trên Alibaba cũng rất là mạnh. Alibaba nó là cái sàn B2B thì nó lại rất trùng khớp với những cái mặt hàng xuất khẩu chủ đạo của Việt Nam. Cụ thể cái mặt hàng số 1 nó là cái mặt hàng về lương thực, thực phẩm và đồ uống. Thực phẩm đồ uống là cái mặt hàng cái thứ hai nữa là nông sản. Cái thứ ba nữa là các sản phẩm về đồ gỗ. Thứ tư là các sản phẩm về bao bì, các sản phẩm về thủ công mỹ nghệ. Thì đấy là những mặt hàng chủ đạo của Việt Nam. Ở đây tôi dùng cái từ chủ đạo đây là không phải chủ đạo về giá trị xuất khẩu của Việt Nam, mà chủ đạo về cái giá trị, các cái hàm lượng, các cái sản phẩm Việt Nam. Thực tế, chia sẻ của đại lý ủy quyền chính thức Alibaba tại Việt Nam cho thấy, hiện nay tốc độ phát triển các thành viên và số lượng giao dịch xuất nhập khẩu trực tuyến qua các sàn giao dịch thương mại điện tử đang ngày càng gia tăng.
Tính đến nay, trên sàn thương mại điện tử này đang có sự tham gia của hơn 160 triệu người mua toàn cầu. Đối với thành viên Việt Nam thì trên trang này có gần 600.000 thành viên. Với tư cách là người mua hàng, Việt Nam đang xếp thứ 7 trong top 10 nước với 2,8 triệu thành viên tham gia. Còn với tư cách là người bán hàng, Việt Nam đang mang về giá trị xuất khẩu hàm lượng cao mà không phải từ doanh nghiệp FDI. Xuất nhập khẩu trực tuyến mặc dù đang có những lợi thế để phát triển mạnh tại Việt Nam, tuy nhiên thì theo khảo sát của Hiệp hội Thương mại Điện tử Vcom, với hơn 1.500 doanh nghiệp nhỏ và vừa, Việt Nam hiện mới chỉ có 49% doanh nghiệp xuất nhập khẩu có website về thương mại điện tử, 11% doanh nghiệp tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử và 2% doanh nghiệp thực hiện giao kết hợp đồng qua kênh này. Vì sao nhiều doanh nghiệp vẫn còn e ngại? Mời quý vị cùng theo dõi tiếp chương trình. Doanh nghiệp này đã tìm kiếm thông tin khách hàng đối tác qua mạng Internet có nhu cầu nhập khẩu gỗ ván ép công nghiệp với số lượng là 2 container. Công ty gửi thông tin sản phẩm, báo giá, chốt hợp đồng. Nhờ may mắn mà không mất 17.000 đô la Mỹ, nhưng đại diện doanh nghiệp cũng cho biết rủi ro chính là nỗi lo khi doanh nghiệp xuất khẩu bằng phương thức xuất khẩu trực tuyến. Chúng tôi bán hàng cho thị trường Malaysia và phương thức chuyển tiền quốc tế đó là TT. Telegraphic Transfer, khách hàng đã gặp cho chúng tôi. Sau khi giao hàng xong thì chúng tôi có gửi bộ chứng từ qua email cho khách hàng. Thế nhưng mà khách hàng bị hack email và hacker sẽ chuyển đổi nội dung email của chúng tôi sang cho khách hàng rằng chúng tôi mới đổi một số tài khoản mới, đổi người thụ hưởng mới và đổi ngân hàng mới. Và khách hàng cũng rất là tin cậy, quen thân với chúng tôi rồi nên họ không chú ý đến cái việc là bị hacker đổi thông tin email này và họ theo một thói quen họ chuyển tiền cho số tài khoản mới trong email. Và vẫn trường hợp đó là gì, là sau khi ngay lập tức tôi yêu cầu khách hàng là gửi cho tôi cái yêu cầu chuyển tiền của họ và tôi thấy rằng thông tin không chính xác. Bên cạnh đó, thiếu kinh nghiệm cũng là một lo lắng khác của các doanh nghiệp. Mặt bằng kỹ năng bán hàng, thuyết phục của nhân sự sale xuất khẩu trực tiếp còn yếu, kỹ năng công nghệ thông tin, bảo mật khi giao dịch qua email cũng tiềm ẩn khả năng có thể bị hack, ảnh hưởng đến uy tín và thiệt hại về kinh tế. Nếu như bạn đã làm trên môi trường xuất khẩu trực tuyến B2B thì hàng ngày bạn sẽ nhận được rất là nhiều các cái tin hỏi hàng của khách hàng. Và trong những tin hỏi hàng đó thì có đến 30-40% các cái tin hỏi hàng là dưới dạng lừa đảo và các cái phần mềm mã độc. Nếu bạn click chuột vào các cái phần mềm mã độc đó thì lập tức là có thể một ngày không xa là danh sách khách hàng và các thông tin dữ liệu của bạn sẽ được chuyển vào một hệ thống của một ai đó trên quốc tế. Và có thể thành quả về việc bạn xây dựng dữ liệu khách hàng là sẽ được chia sẻ một cách không công khai như vậy. Chưa kể đến, mặc dù các doanh nghiệp xuất khẩu thường xuyên được thương vụ Việt Nam tại nước ngoài gửi thông báo, khuyến cáo về những đối tác, những hình thức có thể gặp rủi ro, song thực tế khi doanh nghiệp Việt Nam làm xuất khẩu trực tuyến, dù kiểm tra kỹ điều khoản hợp đồng, kiểm soát chất lượng sản phẩm vẫn có thể gặp phải. Tôi cũng gặp một số cái trường hợp như là khách hàng ở bên Ghana, châu Phi. Thì họ cũng có đặt hàng chúng tôi và cũng yêu cầu báo giá tất cả mọi việc, làm mẫu sản phẩm. Thế nhưng mà khi mà bắt đầu triển khai đến khâu tiếp theo thì họ yêu cầu chúng tôi là phải đóng một cái loại phí để giúp cho họ có thuê luật sư để có thể làm việc với cái khách hàng cuối cùng của họ. Và khi mà bạn sẽ đóng loại phí này xong thì là liên hệ với khách hàng là họ sẽ không nghe máy nữa. Và thực chất là họ đây là một cái dạng rủi ro lừa đảo. Nhưng rủi ro này thì ít thôi. Ở góc độ khác, một số doanh nghiệp và chuyên gia cho rằng nguyên nhân khiến tỷ lệ doanh nghiệp Việt chưa đẩy mạnh xuất khẩu trực tuyến là do e ngại khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến vì còn gặp nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cái nền tảng về dịch vụ công trực tuyến thì là mỗi một bộ ban ngành thì lại có các dịch vụ công trực tuyến khác nhau. Và cái hệ điều hành Win của mình thì rất nhiều hệ điều hành Win này, chữ ký số cung cấp để khai báo về dịch vụ công trực tuyến cũng rất nhiều chữ ký số. Hệ điều hành rất nhiều Java cũng như là các cái nền tảng đấy thì thành ra nhiều khi là có trong quá trình khai báo dịch vụ trực tuyến là xảy ra nhiều cái vấn đề về xung đột hoặc là cái hệ thống mạng công nghệ thông tin của mình nhiều khi còn chập chờn. Ngoài những nguyên nhân khách quan, theo các chuyên gia, xuất nhập khẩu trực tuyến vẫn chưa được triển khai rộng rãi trong nhiều doanh nghiệp do một phần nhận thức chủ quan của những người làm chủ. Có thể họ ý thức được việc cần khai thác lợi ích nhưng cách thức sản xuất hàng hóa và triển khai chưa có định hướng đúng đắn nên khó mà tồn tại và cạnh tranh trong môi trường này. Có những doanh nghiệp thì bản thân người ta đã từng tham gia vào các sàn thương mại điện tử nhưng do hoạt động không biết cách mà không có hiệu quả. Và khi không hiệu quả thì người ta nghĩ rằng thương mại điện tử không hiệu quả. Và khi thương mại điện tử không hiệu quả là người ta bỏ cái kênh đó đi. Đấy. Thì đấy cũng là một cái kênh. Thế còn ngay cả có những hoạt động doanh nghiệp đã tham gia hoạt động trên cái sàn thương mại điện tử rồi. Có những doanh nghiệp hoạt động rất tích cực, đấy, tham gia đầu tư mọi thứ rất bài bản. Nhưng mà cái vấn đề
của các doanh nghiệp đó, đó là cái sức cạnh tranh của sản phẩm nó không tốt. Hiện nay tại Hàn Quốc, giao dịch B2B chiếm tới 91% tổng giao dịch thương mại điện tử của quốc gia này. Còn tại Thái Lan, tỷ lệ này cũng chiếm tới 50%. Việc làm sao để các doanh nghiệp Việt Nam tăng sử dụng công cụ xuất khẩu trực tuyến, đẩy mạnh loại hình thương mại điện tử B2B cũng như B2C, tận dụng ưu đãi từ việc ký kết các hiệp định thương mại tự do đang là đòi hỏi cấp thiết để có thể tạo cơ hội bứt phá mới cho kinh tế Việt Nam hiện nay. Để đi tìm đáp án cho câu hỏi, thời gian tới các cơ quan chức năng, hiệp hội và doanh nghiệp sẽ làm gì để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu trực tuyến? Mời quý vị cùng đến với những ghi nhận tiếp theo của chúng tôi. Xác định rủi ro lớn nhất của các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sàn thương mại điện tử là xác minh thông tin người mua, người bán. Đại lý ủy quyền của Alibaba tại Việt Nam cho biết, việc đưa ra ý tưởng và triển khai những dịch vụ tiện ích là cách mà đơn vị này đang làm để thúc đẩy gia tăng xuất khẩu trực tuyến ở Việt Nam hiện nay. Chúng tôi có hai cái dịch vụ, một là cái dịch vụ Chat Assurance. Chat Assurance là cái dịch vụ mà hỗ trợ cho thanh toán đảm bảo. Theo cái hướng là ví dụ cái người mua hàng mà tìm được cái người bán hàng trên Alibaba rồi thì có thể là chuyển tiền cho Alibaba giữ. Sau khi mà người mua hàng nhận hàng được của người bán hàng rồi, xác nhận là hàng đúng chất lượng mọi thứ, thông báo với Alibaba, Alibaba sẽ chuyển tiền cho người mua hàng để đảm bảo cho quá trình thanh toán được trọn vẹn. Hay là chúng tôi có một dịch vụ gọi là Inspection Service. Tức là dịch vụ này nó giúp cho cái việc mà có thể là xác minh được cái nhà cung cấp đó có đúng không, có uy tín không, có quá trình sản xuất có đảm bảo không, kể cả xác minh những cái vấn đề về sản phẩm dịch vụ. Thì những dịch vụ đó thì tôi hy vọng rằng trong thời gian tới có thể sẽ, hiện nay đang chưa ứng dụng tại Việt Nam nhưng có thể sắp tới sẽ áp dụng tại thị trường Việt Nam, nó sẽ hỗ trợ rất tốt cho các hoạt động về online. Nhằm đón đầu xu hướng nhiều nhà nhập khẩu quốc tế dịch chuyển từ môi trường truyền thống sang môi trường trực tuyến, để tối ưu hóa hoạt động, bản thân nhiều doanh nghiệp cũng đang chủ động có những biện pháp riêng bên cạnh sự hỗ trợ từ các hiệp hội, tổ chức, cơ quan nhà nước. Nhận được cái yêu cầu đơn hàng của khách hàng thì chúng tôi sẽ phải tìm cũng ở trên mạng thôi, cái thông tin về cái công ty đó, theo đối tác đó xem có đáng tin cậy hay không, và trong cái quá trình mà giao dịch và trao đổi thông tin thì chúng tôi sẽ có những kiểm tra sơ bộ vì những thông tin đấy là có chính xác hay không, bởi vì nếu là những cái nhà nhập khẩu thực sự mà người ta sẽ có những thông tin đưa ra hoàn toàn chính xác chứ không phải thông tin là chung chung. Thế sau đó thì chúng tôi sẽ có thể kiểm tra qua hệ thống ngân hàng đấy, và khi mà thanh toán thì để đảm bảo nhất thì chúng tôi thanh toán qua LC không hủy ngang, sẽ không chỉ là việc giao tiếp qua các cái dòng message tin nhắn đối với khách hàng nữa, mà chúng tôi nâng cao cái mức độ tương tác và hiểu khách hàng hơn. Một cái nữa chúng tôi cần phải đẩy mạnh đó chính là cái cơ sở hạ tầng. Chúng tôi đang xúc tiến việc xây dựng cơ sở hạ tầng với cái việc bảo mật tốt hơn và đồng bộ cái việc xây dựng cơ sở hạ tầng với các cái công việc của nhân viên hàng ngày. Các cái thương vụ Việt Nam hay các cái tổ chức mà hỗ trợ xúc tiến thương mại cũng sẽ phải là hành động nhiều hơn, cập nhật nhiều hơn, đi sâu vào môi trường thương mại điện tử, xuất khẩu trực tuyến nhiều hơn cùng với doanh nghiệp để hỗ trợ chúng tôi. Thì tôi nghĩ là sẽ ngày càng cái việc xuất khẩu trực tuyến nó sẽ càng đi vào chiều sâu và sẽ càng tốt hơn. Chúng ta phải cố gắng một là tuyên truyền, hai là tập huấn được các cái kỹ năng tốt về sử dụng dịch vụ công để doanh nghiệp người ta thạo cái kỹ năng này, và thứ ba nữa đấy là cái công tác mà xây dựng các dịch vụ công càng ngày nó càng tiêu chuẩn hơn để hỗ trợ được cái kỹ năng vận hành và sử dụng các dịch vụ công nó trơn tru và nó tiện lợi hơn cho doanh nghiệp. Liên minh hỗ trợ xuất khẩu Việt Nam, chúng tôi gọi tắt là VESA, đã ra đời, bao gồm thành viên sáng lập là OSB, Alibaba, VBank, TNM, PTI. Đấy là những cái đơn vị cung cấp các dịch vụ hỗ trợ từ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm đến giao vận. Đấy, và chúng tôi tiếp tục mở rộng các cái nhà cung cấp dịch vụ trong cái liên minh này. Thì cái mục tiêu của chúng tôi là xây dựng ra những cái gói dịch vụ hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp xuất khẩu. Từ cái khâu mà doanh nghiệp đi tìm kiếm các cái nhà nhập khẩu tới cái quá trình mà giao hàng tới tận tay cái người mua hàng. Hiện nay, các thông tin mới về cách mạng số, kinh tế tri thức, cách mạng 4.0 cũng đang trở thành những thách thức đối với các hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu của Việt Nam. Các chuyên gia khuyến cáo, để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu trực tuyến phát triển thời gian tới, các doanh nghiệp cũng cần tích cực đầu tư về hạ tầng công nghệ, trong đó có các phần mềm bảo mật. Những ý kiến vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.